Sư phụ dạy rằng, khi con đang ở một đất nước mới, con sẽ biết những người mới, và con phải nhất định phải đi tìm hiểu lối suy nghĩ tư duy của những người mà con mới quen. Vì sao con phải học tiếng Anh? Vì con không có cách nào có thể cùng đồng kiến thức mà giao tiếp với chúng sanh, trừ phi con biết ngôn ngữ của họ, và con sẽ hiểu được những tâm tư, tình cảm và trạng thái tâm lý cảm xúc ở đằng sau ngôn ngữ ấy. Vì vậy mà sư phụ đã thẳng thắn nói với chúng tôi rằng, những ai mà biết tiếng Trung rồi thì phải học tiếng Anh, những ai mà đã biết tiếng Anh rồi thì phải học tiếng Trung. Vì trong tương lai, giáo pháp này sẽ quay trở lại Ấn Độ và Trung Quốc, và không biết chừng trong tương lai, chính các con sẽ đem giáo pháp này truyền bá trở lại, cũng giống như bây giờ Phật giáo đến phương Tây. Các con phải là những hành giả đầu tiên. Mục đích thực sự đằng sau việc dạy dỗ là giúp các con tự bản thân mỗi người hiểu rộng hơn, sâu thẳm nội tâm của chính mình. Khi mà các con tiếp xúc với các chủng tộc khác nhau, lúc đó khi học ngôn ngữ của họ rồi, con mới có thể dùng ngôn ngữ của họ để mà giao tiếp với họ. Và chúng tôi khi mới bắt đầu, tôi không nghĩ rằng là bạn biết. Chúng tôi nghĩ đơn giản chỉ là dịch kinh sách sang một ngôn ngữ khác mà thôi. Sư phụ hy vọng rằng chúng tôi sẽ dịch toàn bộ Đại Tạng Kinh sang ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Và đồng thời, Ngài hy vọng chúng tôi sẽ sử dụng lưu loát thứ tiếng này. Được như vậy thì mới có thể đi giảng pháp được. Việc truyền bá này không phải mang tính dạy dỗ hay là bắt họ phải thay đổi tín ngưỡng của họ, mà chỉ là để giúp cho họ được kết duyên với Phật Pháp. Năm đó, lần đầu tiên tôi đến chùa Kim Sơn Tự và tham gia thời khóa sáng, lúc đó chúng tôi sẽ dừng lại khoảng 5 phút và ai là người tụng kinh, lúc đó sẽ trì tụng một đoạn trong Lục Tổ Đàn Kinh. Mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận một chút pháp bảo, và sau đó sẽ dành thời gian cả ngày để thấm nhuần pháp đó. Có lần, thượng nhân từng giảng rằng, bộ kinh Lục Tổ Đàn Kinh này chứa đựng tất cả kiến thức mà tín đồ Phật giáo cần phải học. Hơn nữa, bộ kinh này dung chứa tất cả các pháp để có thể trở thành Phật. Năm đó, khi mà tham gia hành hương Tam Bộ Nhất Bái, chúng tôi nhận ra rằng bộ kinh này đúng thật sự là thầy tốt, bạn hiền, vì bộ kinh này vô cùng gần gũi và sát thực tế. Nếu như bạn muốn gần gũi và hiểu nhiều hơn về văn phong giảng dạy của thượng nhân, quả thực âm thanh của thượng nhân, cách giảng dạy thấu hiểu lòng người của Ngài, giáo pháp của thượng nhân giảng dạy đều chứa đựng trong bộ kinh Lục Tự Đàn Kinh rồi. Bộ kinh này chỉ dạy trực tiếp, xoáy sâu vào tâm can của mỗi người một cách thẳng thắn. Chính vì thế mà sau này có một nhân duyên là Trung Quốc muốn xuất bản lại bộ kinh Lục Tổ Đàn Kinh. Ồ, đúng vậy, đúng như vậy phải không? Họ muốn xuất bản bộ Lục Tổ Đàn Kinh có dịch tiếng Anh, nhưng mà trong một thời gian nhất định phải hoàn thành bản dịch này. Có người nói rằng, nếu như chúng tôi không nhận nhiệm vụ dịch kinh này sang tiếng Anh, thì thật khó để hoàn thành bản dịch. Vì vậy mà chúng tôi dũng cảm đứng ra nhận nhiệm vụ này. Chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch cho việc dịch thuật, và sau này Trung Quốc đã sử dụng bản dịch tiếng Anh của chúng tôi. Họ kết tập giáo pháp kinh điển của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo thành một tập san, trong đó có Đạo Đức Kinh, Đạo giáo, Luận ngữ của Nho giáo và Lục Tổ Đàn Kinh của Phật giáo. Sau này, họ sẽ xuất bản một cuốn sách riêng có cả hai ngôn ngữ Trung, Anh song song. Khi mới bắt đầu tiếp nhận việc dịch thuật này là tôi nghĩ đơn giản bốc đồng lắm, nhưng sau khi bắt tay vào dịch, chúng tôi mới nhận ra rằng lần dịch thuật này quả thật giống như thực hiện một cuộc hành hương Tam Bộ Nhất Bái lần nữa.
Toàn bộ quá trình thực hiện cần sự chỉnh chu, chặt chẽ, bạn cần phải làm việc với sự tập trung cao độ. Thực tế là, để có thể hoàn thành tốt bản dịch lần này, Thượng Nhân đã dạy chúng tôi rằng, các con đồng thời phải tự tu sửa, chuyển hóa thân tâm mình cho thật tốt. Nếu như con không tu sửa chuyển hóa thân tâm cho tốt, thì con không có cách nào có thể hoàn thành tốt bản dịch lần này. Lúc đó, một chút vô minh trong tâm và sự che giấu lấp liếm trong tâm tôi là cảm xúc căng thẳng, áp lực ập tới. Nếu như vậy, thì chúng tôi không thể nào có thể hoàn thành tốt bản dịch. Do đó, chúng tôi nhất định phải tìm mọi cách khiến cho tâm mình tĩnh lặng, thanh tịnh và tập trung mới có thể thâm nhập kinh văn. Có đôi khi tôi dịch không đúng thì sẽ được báo mộng. Và những lúc đó, có những đoạn kinh văn mà tôi không hiểu, không biết dịch như thế nào. Tôi nằm mộng sư phụ đến và giảng giải cho tôi nghĩa lý của đoạn kinh văn đó. Và ngày hôm sau, khi mà quay trở lại đoạn kinh văn đó, chúng tôi đã có thể dịch nó sang tiếng Anh. Pháp sư Hằng Thật cũng có tham gia dịch thuật cùng chúng tôi. Chúng tôi phải cảm ơn công nghệ hiện đại đã giúp chúng tôi kết nối với nhau. Thầy ấy thì sống ở Australia, tôi sống ở California, Hoa Kỳ, và không có cùng múi giờ. Chúng tôi nhờ có phần mềm gọi điện liên lạc mà cùng nhau bắt tay vào dịch thuật. Bạn xem, nhờ có kinh Phật mà giúp cho chúng tôi từ hai nơi xa cách mà có thể xuyên lục địa tụ họp cùng nhau. Và khi dịch thuật, cả hai chúng tôi đều có tâm thái là cả hai đều gác lại những việc ngoài lề của cá nhân mà tập trung vào dịch thuật. Và đây cũng được xem như là một câu chuyện khá là hay. Nhưng điều tôi muốn nói là Thượng Nhân đã khẳng định rằng nếu như không có tu hành thì không thể nào dịch tốt được. Giả sử bạn thông thạo bất cứ ngôn ngữ nào đi chăng nữa và có cả sự học thuật thì bạn cũng không có cách nào, hoặc là chỉ có thể dịch câu văn về mặt ý nghĩa con chữ, chứ bạn không thể nào nắm bắt và dịch được tinh hoa bên trong đó. Sự tinh hoa này cần phải lựa chọn phương thức biểu đạt khác nhau mới có thể toát lên được ý nghĩa ẩn sâu bên trong, mà chỉ có thông qua việc tu hành và trải nghiệm thực tế thì mới làm được điều đó. Vì vậy, tôi cho rằng tu hành càng lâu thì dịch sẽ càng tốt hơn. Vì khi mà chúng tôi tu hành, tự mình chuyển hóa thân tâm thì chúng tôi mới có thể thâm nhập kinh điển. Bởi vì câu chữ trong kinh Phật đều là trí huệ cao siêu, chỉ có dùng tâm hồn thanh tịnh mới có thể thâm nhập được. Nói một cách khác là trừ khi bạn tu sửa thân tâm mình thật tốt, nếu không, bạn sẽ không thể nào thâm nhập được kinh văn. Kinh văn là một chuỗi những thuật ngữ, thậm chí là có những câu từ dường như bạn cảm thấy không có nghĩa lý gì. Nhưng khi mà tâm hồn và tinh thần của bạn hòa hợp với kinh văn, thì lúc đó những khung cảnh rất sinh động trong kinh văn sẽ hiện ra trước mắt bạn. Lục tổ đàn kinh. Tất cả các kinh điển đều có quy tắc chung, đó là dạy con người tu hành. Các kinh điển này do Phật thuyết, do Bồ Tát thuyết, Tổ sư thuyết, và cũng có kinh điển do A-la-hán thuyết, do Hóa Nhân thuyết, và cũng có Thiên Nhân thuyết. Vì vậy mà tất cả kinh điển về mục đích là giống nhau, nhưng trong đó nghĩa lý lại không giống nhau. Tất cả kinh điển đều được phiên dịch từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc trước khi được truyền bá đến các quốc gia khác. Do phiên dịch kinh điển từ tiếng Ấn Độ sang tiếng Trung Quốc, nên hầu hết kinh điển của Trung Quốc đều là bản dịch cả. Chỉ có quyển Lục Tổ Đàn Kinh là do người Trung Quốc thuyết ra, nên không phải là bản dịch. Nói rằng là người Trung Quốc thuyết ra, vậy ai là người thuyết ra quyển kinh này? Chính Ngài Lục Tổ Đại Sư thuyết ra quyển kinh này. Lục Tổ Đại Sư vốn dĩ là một lão nông dân không biết chữ. Sau này, vì nghe kinh Kim Cang mà cảm ngộ được câu
ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Trước đó, Ngài đã đến Hoàng Mai, gần gũi với ngũ tổ Hoàng Nhẫn Đại Sư. Hoàng Nhẫn Đại Sư đã truyền cho Ngài diệu pháp là lấy tâm truyền tâm, giúp cho Ngài lục tổ tiến xa hơn. Vì vậy, lục tổ tiếp tục kế thừa pháp môn tâm truyền tâm, tiếp nối huệ mạng của Phật tổ mà thuyết ra bộ lục tổ đàn kinh. Bộ kinh này là do tổ sư thuyết ra, vì vậy mà giờ phiên dịch bộ kinh đó sang tiếng Anh. Đây là pháp môn tâm truyền của Phật, được lưu truyền mãi mãi đến phương Tây, và cũng là mong muốn người phương Tây sẽ đọc hiểu cho thấu trọn bộ kinh này, nghiên cứu bộ kinh này. Mỗi quý vị đều sẽ thành Phật, đều sẽ thành Bồ Tát và đều có thể trở thành Tổ Sư. Phiên dịch bộ kinh điển này là một việc quan trọng hàng đầu. Hy vọng những ai đọc được hay nghe được bộ kinh này đều sẽ thành Phật đạo. Hy vọng bộ kinh Lục Tổ Đàn Kinh truyền bá đến nơi nào thì nơi đó chánh pháp trụ thế, khiến cho tất cả chúng sanh đều sớm thành Phật đạo. Vì vậy, đây là một đoạn quan trọng được phiên dịch ra từ bộ Lục Tổ Đàn Kinh. Nếu như nói một cách tường tận, đây là bộ kinh quý báu, bộ kinh này là chân thân của Phật, bộ kinh này cũng thể hiện sự từ bi của Bậc Từ Phụ Từ Mẫu dành cho chúng sanh. Bộ kinh này có thể sanh ra vô lượng vô biên Phật, có thể sanh ra vô lượng vô biên Bồ Tát, có thể sanh ra vô lượng vô biên Tổ Sư. Vì vậy, khi người phương Tây đọc được bộ kinh này, đều sẽ thành Phật đạo, sớm chứng quả Bồ Đề. Đây là lời tựa đầu ngắn gọn đơn giản cho bộ Lục Tổ Đàn Kinh. Om ha ha ha, Un Sam Mo Di So Ha.